Quán sát ruộng lược do năm tướng. Một, ở xứ đây có thể khất cầu được. Hai, ở xứ đây khất cầu lại thêm nghèo khổ thiếu thốn. Ba, ở xứ đây đã có thiếu thốn nghèo khổ lại thêm không chỗ nương ở yên lành. Bốn, ở xứ đây không chỗ nương ở yên lành lại hành ác hạnh cho là ruộng. Năm, ở xứ đây không có tất cả điều như vậy mà lại tu hành thiện hạnh khả đắc do bảy chủng tướng nên biết chẳng phải ruộng. Một, người khất cầu nhiều bạo ác, tưởng là oán hại, quay đầu nương nơi oán hại mà đến cầu xin. Hai, khuyến khích làm việc lành chọn không thể được. Ba, tâm ô nhiễm ô, vì việc nhiễm ô mà cầu xin. Bốn, vì tổn não mà có cầu xin. Năm, người khất cầu hoặc tự là quỷ hoặc bị quỷ yểm nên cầu xin phi sứ. Sáu, cầu xin cha mẹ hoặc cầu xin vật không được dùng để thí. Bảy, năng làm vô nghĩa, do hết thảy tướng đây nên biết gọi là quán sát chẳng phải ruộng. 10. Đầy đủ phương tiện đức mà hành huệ thí. Trước đây sa địa cấu lỗi lầm do không có phương tiện. Trong đây phương tiện tức là thường xuyên huân tập thí, không đoái luyến thân mạng, thường xót hữu tình trí chân thật nghĩa, vô thượng bồ đề, thắng giải, dạy dẫn, năng lực mạnh mẽ, nơi giữ gìn báo ân sanh và thần lực. Quyền 75 thứ 15 Bồ Tát Địa phần 4. Lại nữa nên biết tỷ nại gia của Bồ Tát được có bà tụ. Tụ tỷ nại gia luật nghi giới đầu tiên như bạc giả phạm, vì giáo hóa hữu tình là các thành văn nên đường thuyết tướng tỷ nại gia đây, nên biết đó cũng là tụ tỷ nại gia. Một, tụ tỷ nại gia nhiếp thiện pháp giới, trừ Bồ Tát lúc riêng tụ tập nhiếp thiện pháp giới. Tóm lược phải khéo quan sát ở nơi sáu tâm. Những gì là sáu? Một, tâm khinh miệt. Hai, tâm đồng hành giải đãi. Ba, tâm bị khuất lấp. 4. Tâm mỏi nhọc. 5. Tâm tùy hành bệnh. 6. Tâm tùy hành chướng. Hoặc trừ Bồ Tát ở trong thiện pháp, sở hữu tâm xẻng nhẹ, tâm không thắng giải và tâm lăng miệt gọi là tâm khinh miệt. Hoặc tâm bị quấy nhiễu trói buộc bởi kiêu say phóng dật giải đãi gọi là tâm đồng hành giải đãi. Hoặc tâm bị quấy nhiễu trói buộc bởi một trong các cái như tham dục hoặc bởi các phiền não và tùy phiền não gọi là tâm bị khuất lấp. Hoặc rõ mãnh tinh tấn thái quá, thân mỏi, tâm mệt, khiến tâm bị chướng ngăn gọi là tâm mỏi nhọc. Hoặc bị các bệnh làm tổn não, tâm không còn sức khỏe, không đủ năng lực kham tu hành gọi là tâm tùy hành bệnh. Hoặc tâm đang bị cuốn hút vào vui, muốn trò chuyện bàn luận, làm chướng ngại gọi là tâm tùy hành chướng. 2. Tụ tỷ nại gia nhiếp luật nghi giới. Bồ Tát ở trong sáu chủng tâm đây nên chân chánh quan sát. Trong sáu chủng tâm đây ta đang hiện tùy hành theo một tâm chăng hay không tùy hành chăng? Ở nơi ba tâm trước, Bồ Tát một hướng không nên sanh khởi. Giả sử đã sanh khởi không nên thọ lâu. Nếu đã thọ lâu mà không xả bỏ hiện hành khắp tất cả ba tâm đây đều gọi là có tội. Khi tâm mỏi nhọc hiện tiền do tâm đây nên phải xả phương tiện thiện. Nếu chỉ tạm thời khiến thân tâm bớt mỏi nhọc do thực hành quá nhiều thiện pháp nên biết không tội. Nhưng nếu xả ly vứt bỏ hoàn toàn như khỏi tâm, ta tình siêng tu tập thiện pháp như vậy rốt ráo để làm gì, khiến hiện tại ta phải chịu khổ đây. Nếu Bồ Tát như vậy nên biết có tội. Khi tâm tùy hành bệnh hiện tiền, Bồ Tát ở thân bệnh không được tự tại, chẳng tùy ý thích mà tu ra hạnh thiện pháp, tùy nhẫn thọ lâu mà không có tội. Khi tâm tùy hành chướng hiện tiền hoặc không theo đó bị nhập trong ấy, hoặc quán trong đây có nghĩa lợi lớn, tùy lại nhẫn thọ mà không có tội, hoặc theo đó nhập vào trong ấy, hoặc quán trong đây không có nghĩa lợi, hoặc có ít nghĩa lợi mà cố ý nhẫn thọ nên biết có tội. Trong sáu tâm đây, ba tâm trước sanh rồi mà nhẫn thọ, thì một hướng có tội, tâm tùy hành bệnh tùy lại nhẫn thọ mà một hướng không tội. Hai tâm còn lại nếu sanh khởi rồi mà nhẫn thọ, hoặc là có tội hoặc là không tội. Ba, tụ tình đại gia nhiếp nhiều ích hữu tình giới, hoặc trừ Bồ Tát ở trong việc là ích hữu tình giới mà siêng năng tu tập nên trần tránh quan sát sáu xứ nhiếp hành tài suy tài thạnh, pháp suy pháp thạnh của mình của người, đó gọi là sáu xứ. Nói tài suy tức là vật thực y phục chưa được chẳng được, được rồi hoại mất, trái tướng đây là tài thạnh. Nói pháp suy tức là trái vượt sở học. Đối với pháp cú vi diệu nhiếp thuộc thắng nghĩa mà Như Lai thuyết trước chưa từng nghe, nay cũng không được nghe, như ở nơi những điều trước chưa được lắng nghe mà không được nghe, thì ở nơi những điều trước chưa tư duy, không được tư duy cũng vậy. Cho nên có chướng lắng nghe và có chướng tư duy.
Giả sử có được lắng nghe, được tư duy cũng lại quên mất. Ở nơi phát hiện cần tu tập chứng đắc thành thục mà chưa năng chứng. Giả sử chứng được cũng trở lại thối thất, trái với tướng đây gọi là pháp thạnh. Trong đây hoặc chư Bồ Tát tự làm pháp suy, khiến người tài thạnh thì không được làm. Như tài thạnh khiến pháp thạnh cũng vậy. Trong đây đức nghĩa nhiếp thuộc trái vừa sở học và nhiếp thuộc năng thuận theo trái vừa sở học, hoặc nhiếp thuộc ở nơi pháp đã chứng mà thối thất nên biết pháp suy, lại chư Bồ Tát tự làm tài suy, khiến người tài thạnh hoặc tài thạnh đây chẳng dẫn pháp suy thì được làm, hoặc dẫn pháp suy thì không được làm. Như tài thạnh khiến pháp thạnh cũng vậy, lại chư Bồ Tát tự làm tài thạnh khiến người tài thạnh thì được làm. Như tài thạnh khiến pháp thạnh cũng vậy, lại chư Bồ Tát tự làm pháp thạnh khiến người tài thạnh đây được làm. Như tài thạnh khiến pháp thạnh cũng vậy, ở nơi việc như vậy mà không tu hành gọi là có tội, nếu chân chánh tu hành gọi là không tội. Như vậy đã thuyết sở thọ ba chủng luật nghi, tóm lược tỷ nại gia của Bồ Tát. Trong đề Bồ Tát luôn phải tác ý tư duy tu học, hoặc ở trong ba chủng sở thọ Bồ Tát giới mà tùy có chỗ khuyết phạm nên biết chẳng phải phòng hộ, nên nói chẳng phòng hộ luật nghi Bồ Tát không được gọi là phòng hộ. Ba chủng giới đây do sự thâu nhiếp giữ gìn của luật nghi giới khiến được hòa hợp. Nếu năng ở trong đây tinh siêng thủ hộ một giới, cũng năng tinh siêng thủ hộ hai giới còn lại, hoặc ở trong đây không năng thủ hộ một giới, cũng không năng thủ hộ hai giới còn lại. Cho nên nếu Bồ Tát hủy phạm luật nghi giới, cũng gọi là hủy phạm tất cả luật nghi Bồ Tát. Hoặc có người vì khiến người khác biết, vì tùy thuận người, được người khuyến khích dẫn dắt mà thọ Bồ Tát giới. Chẳng phải người kia tự khởi ý lạc tăng thượng tùy quan sát tự sanh tịnh tín, chẳng phải đối với hữu tình người kia trụ tâm lẫn mẫn với thích thiện pháp mà thọ Bồ Tát giới. Cho nên nói người như vậy chẳng phải chân thật phòng hộ, cũng không tu tập thiện pháp hoàn mãn, cũng chẳng thể đắc quả lợi ích thù thắng của việc thọ giới kia. Trái với tướng đây nên biết gọi là chân thật phòng hộ, cũng năng thành tựu quả lợi ích thù thắng của việc kia. Lại nữa, có người không xả luật nghi như vậy nên biết sanh đời khác cũng tự nhiên được tùy chuyển. Người xả luật nghi thì không như vậy. Lại nhân duyên xả bỏ được có bốn chủng: một, tâm quyết định phát khởi thọ mà tâm không đồng phận; hai, hoặc trước từng có nhận thức đúng đắn về việc thọ giới luật nghi Bồ Tát này cố ý khởi lời nói xả bỏ; ba, hủy phạm chung hủy phạm riêng đối với bốn chủng pháp vượt hơn người. 4. Nếu biểu hiện phẩm chuyển tăng thượng, hủy phạm chung, hủy phạm riêng, thuận theo bốn chủng pháp vượt hơn người, do nhân duyên đầy nên biết xả bỏ luật nghi Bồ Tát, hoặc có người tâm trở lại thanh tịnh thì được phép thọ trở lại. Lại nữa, hoặc có Bồ Tát xuất gia, chưa sở hữu ba y bên ngoài là Phật được Phật cho phép giữ lại để thân thọ dụng, thuận cho việc đi đứng được an vui, hoặc tư trạch thí người đến cầu nên biết không tội, hoặc nghĩ đến phẩm thiện không do chướng keo tham mà không thí người cũng không có tội, hoặc trên giấy lá đã viết chánh pháp có chúng sanh huệ nồng cạn mà đến xin mà thí cho kia nên biết có tội, hoặc khuyên người thí cũng gọi là có tội. Trừ tác tâm đây, ta này muốn huệ thí cho kia vì muốn rõ biết người kia ở nơi pháp thẩm sâu kham thọ trí chăng, hay không kham tìm hiểu chăng, như vậy không tội. Hoặc dùng giấy lá viết tường tự chánh pháp và luận ngoại đạo, hoặc đã biên chép từ trước, trao tay cho chúng sanh khiến kia tìm hiểu, lại khuyến khích người cho nên biết có tội. Bồ Tát chỉ nên khuyên người xả bỏ dị luận chép tay kia, hoặc khiến kia biên chép thánh giáo chữ Phật. Nếu tự biết người kia không thật tin sâu thì không được khai thị. Hoặc có giấy lá chữ biên chép, có người đến cầu xin, Bồ Tát nên hỏi kia rằng: ông dùng vật này làm gì? Người kia đáp rằng: tôi bán để đổi lấy vật cần dùng. Nếu giấy đầy dùng ghi chép chánh pháp thì chẳng được thí, hoặc có vật khác tốt đẹp hơn thì nên thí. Nếu không có vật tốt đẹp, đều không thí cả hai cũng không tội. Người kia đáp rằng: tôi xin vật đầy để viết chánh pháp, tức nên thí cho kia rồi bảo tùy ý thọ dụng. Nếu kia muốn ghi chép điều hạ liệt, chẳng thí không tội. Như ghi chép điều hạ liệt thì hết thảy điều khác cũng vậy. Nếu kia muốn ghi chép kinh điển thủ thắng, nên biết không thí thì có tội. Hoặc chư Bồ Tát đối với các hữu tình đã có ân, theo đó phát khởi tưởng ân tương tục và ý vui thần thiện, đem tâm có nhiễm phương tiện nhiếp thọ muốn làm bằng hữu nên biết có tội. Hoặc đối với các hữu tình có oán, theo đó phát khởi tưởng oán tương tục, ý muốn trả báo, có tâm ý trược nên biết có tội. Hoặc đối với hữu tình không ân oán, phát khởi tương tục ý vui trung dung,
ý vui xả bỏ nên biết có tội. Hoặc hiện tiền có người muốn cầu xuất gia, trừ Bồ Tát theo đó quan sát thấy có quá hoạn, có kiếp quá hoạn chẳng độ xuất gia nên biết khẩu tội. Hoặc vì an trụ tầm lần mẫn đối với hí kia, tùy độ xuất gia mà khẩu tội. Như thuyết xuất gia thì thọ cụ túc giới làm chỗ cho kia ý chỉ, nhiếp làm đồ chúng nên biết cũng vậy. Do hết thầy sở hữu hành tướng đầy, nên biết ba chủng giới uẩn luật nghi của Bồ Tát đều được viên mãn. Lại nữa, trước đó rộng thuyết về thí, nay sẽ thuyết lược. Sở hữu bồ thí của chư Bồ Tát lược do tương ứng năm chủng công đức được nhập trong số bồ thí ba la mật đà. Những gì là năm: một không đắm trước, hai không luyến tiếc, ba không tội, bốn không phân biệt, năm hồi hướng. Như thí thì giới cũng vậy, không đắm trước và trong tất cả pháp chướng chủng thí không bị ngần ngại, không luyến tiếc và trong có nhiễm và quả của kia tâm không buộc đắm, không tội xa lìa tùy phiền não của tất cả chủng thí, không phân biệt ở nơi thí, không quán tự tánh biến kế xả chấp, hồi hướng đem tất cả các hành thí nguyện đắc quả vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bồ Tát như vậy do năm đức đầy nhiếp thọ tất cả ba la mật đà, gọi là thí của Bồ Tát cho đến gọi là tuệ của Bồ Tát, gọi là tất cả thí cho đến gọi là tất cả tuệ, gọi là khó thí cho đến gọi là khó tuệ. Nói rộng cho đến tất cả tụng ốt đà nam đều theo đó quyết liễu, tất cả đều như phần bản địa đã thuyết. Lại nữa, ở nơi bồ thí ba la mật đà do nội và ngoại có 10 tùy phiền não, vì đối trị kia nên đắc 10 chủng thanh tịnh của bồ thí ba la mật đà như trong Bồ Tát địa đã thuyết. Nơi ngoại môn có 5 tùy phiền não: một tánh nhiễm não khắp, hai tánh xả bỏ, ba tánh không nắm giữ khả lạc, bốn tánh ý hư vọng không viên mãn, năm tánh không thành thục. Nương nội môn có 5 tùy phiền não: một tánh không ra khỏi xa lìa, hai tánh tạp nhiễm não, ba tánh yếu kém thấp hèn, bốn tánh hiện tiền bị đọa, năm tánh pháp tận diệt. Lại nữa, chỉ giới ba la mật đà có 10 chủng thành tịnh, chủng ban đầu là ý lạc thành tịnh, chín chủng còn lại là gia hạnh thành tịnh. Ở trong gia hạnh lại có 5 chủng: một gia hạnh không gián đoạn khuyết hở, hai gia hạnh tu sửa trị khắp, ba gia hạnh hồi hướng, bốn gia hạnh trợ bạn, năm gia hạnh phòng hộ giữ gìn. Chủng thứ hai, thứ ba là gia hạnh ban đầu, chủng thứ tư là gia hạnh thứ hai, chủng thứ năm là gia hạnh thứ ba, chủng thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín là gia hạnh thứ tư, chủng thứ 10 là gia hạnh thứ năm. Lại nữa, an nhẫn ba la mật đà có 10 thành tịnh, được có 2 chủng thành tịnh. Chín chủng trước gọi là lực tư trạch thành tịnh, chủng thứ 10 gọi là lực tu tập thành tịnh. Lực tư trạch thành tịnh lại có 4 chủng: một xa lìa tội sanh thành tịnh, hai không hiện hành kia thành tịnh, ba không sanh tội thành tịnh, bốn xa lìa nhân duyên kia thành tịnh. Chủng thứ nhất, chủng thứ hai, chủng thứ ba đều tùy theo thứ lớp trên. Nhân duyên không nhẫn cũng có 3 chủng: một không tàm, hai không quý, ba tánh không ái mẫn. Lại nữa, tinh tấn ba la mật đà có 10 thành tịnh: một an xứ thành tịnh, hai thuần thục thành tịnh, ba sách tấn thành tịnh, bốn phương tiện thành tịnh, năm chẳng để thời gian trôi qua uổng phí thành tịnh, sáu an trụ không khó khăn thành tịnh, bảy xuất ly thành tịnh, tám nhiếp thọ trợ bạn thành tịnh, chín thần thông nhanh chóng thành tịnh, 10 tánh không cùng tận thành tịnh. Lại nữa, tịnh lượng ba la mật đà có 10 thành tịnh: một thành tịnh thành tịnh, hai vô lậu thành tịnh, ba phương tiện căn bản thành tịnh, bốn chứng đắc căn bản thành tịnh, năm phương tiện tự tại thành tịnh, sáu trụ tự tại thành tịnh, bảy dẫn phát thần thông tự tại thành tịnh, tám thuần thục hữu tình tự tại thành tịnh, chín hàng phục ngoại đạo tự tại thành tịnh, 10 đệ hệ buộc vô thượng thành tịnh. Lại nữa, trí tuệ ba la mật đà có 5 thành tịnh: một thông đạt các tướng thành tịnh, hai thông đạt duyên khởi thành tịnh, ba thông đạt dạy dẫn thành tịnh, bốn thông đạt dụng sĩ phủ thành tịnh, năm thông đạt chứng đắc thành tịnh. Lại nữa, sao gọi là Bồ Tát ở nơi thân trụ quán tuần thân? Ở nơi thân quán tuần hoàn các tướng của thân là chân như. Như ở nơi thân thì ở nơi thọ tâm pháp tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Sao gọi là Bồ Tát vì khiến các pháp ác bất thiện chưa sanh chẳng sanh cho đến nói rộng. Ở nơi cảnh chân như buộc tâm kiến an trụ, vì khiến tất cả tướng và thô trọng cho hiện tiền bên trong chưa sanh, vì chẳng sanh nên sanh vui muốn cho đến nói rộng. Như vì khiến chưa sanh được chẳng sanh thì đã sanh, đã được hiện tiền bên trong sanh vì khiến đoạn, nên ở nơi sở hữu thiện pháp đang đối trị chưa sanh khiến sanh, đã sanh khiến trụ cho đến nói rộng.
nên biết trong đây ở nơi vị niệm trụ. Bậc tâm đầu tiên an đạt cảnh sở duyên, kế đến ở nơi sở duyên khiến tâm an trụ siêng tu chánh đoạn, kế đến đã đắc định rồi, vì khiến định đây khéo viên mãn nên ở trong thần túc siêng tu giả hạnh. Đã viên mãn định rồi, vì khiến lìa trói buộc của tất cả tướng và thô trọng nên đừng tiến căn tu đạo giả hạnh. Trong đạo gia hạnh, căn là phẩm hạ, lực là phẩm thượng. Như vậy tránh tu đạo gia hạnh rồi, kế đến đắc giác tri thông đạt thật tế. Đạt thật tế rồi, kế đến tu đạo tri, lần hồi cho đến chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề. Ở nơi tất cả chứng đều được giải thoát. Lại nữa, tướng thô trọng phược có 14 chủng sai biệt. Một căn phược, hai cảnh phược, ba hữu tình, triển chuyển ái lẫn nhau phược. Bốn kiến lập phược, tức là sở hữu các căn nương khí thế gian mà chuyển, nên gọi là kiến lập. 5. Ở nơi cảnh sở trì vô trí phược. 6. Ở nơi trí năng trì vô trí phược. 7. Ái hậu hữu phược. 8. Ái vô hữu phược. 9. Chấp trước nhân không bình đẳng và không nhân phược. 10. Chứng đắc tăng thượng mạng phược. 11. Chấp trước tự tánh biến kế giả chấp phược. 12. Chấp trước tự tánh bồ đặc giả la phược. 13. Biết khắp bồ đặc giả la tăng thượng mạng phược. 14. Biết khắp pháp tăng thượng mạng phược. Lại nữa, Bồ Tát siêng tu niệm trụ nương không khiến tâm nhanh chóng được giải thoát khỏi sáu chủng vọng tưởng phược, do gọi là sáu chủng tưởng phược. Phát khởi nội tưởng đối với thân cho đến đối với pháp gọi là tưởng phược thứ nhất, để ở trong ấy phát khởi ngoại tưởng và tưởng phược thứ hai, để ở trong ấy phát khởi nội ngoại tưởng là tưởng phược thứ ba, hoặc đối với các hữu tình giới ở mười phương vô lượng vô số cõi, nguyện khiến giải thoát nên tu tập các niệm trụ. Ở trong số các tưởng đây là tưởng phược thứ tư, hoặc do đây ở nơi thần cảnh mà trụ quán toàn thân. Ở trong số các tưởng, đây là tưởng phược thứ năm, liền ở nơi thân trụ quán toàn thân. Ở trong số các tưởng đây là tưởng phược thứ sáu, tức ở trong đây là quán tuần hoàn. Lại về sau có 11 tưởng phược theo sau. Sao gọi là về sau có 11 tưởng phược theo sau? Tức là ở nơi thân trụ quán toàn thân, ở nơi các đế tạp nhiễm thành tịnh, phát khởi tưởng đệ nhất nghĩa là phược ban đầu. Liền ở trong tạp nhiễm đệ nhất nghĩa phát khởi tưởng tạo tác là phược thứ hai. Ở trong thành tịnh đệ nhất nghĩa phát khởi tưởng không tạo tác là phược thứ ba. Tức ở trong không tạo tác đệ nhất nghĩa phát khởi tưởng thường là phược thứ tư. Tức ở trong tạp nhiễm tạo tác phát khởi tưởng lưu truyền là phược thứ năm. Tức ở trong thường phát khởi tưởng không biến đổi là phược thứ sáu. Tức ở trong lưu truyền do có khổ có biến đổi phát khởi tưởng tánh khổ là phược thứ bảy. Tức ở trong đây, do tự tướng sanh diệt trụ dị, do tự tướng có biến đổi, phát khởi tưởng tự tướng kia là phược thứ 8. Tức ở trong không biến đổi, cùng có biến đổi đệ nhất nghĩa, phát khởi tưởng năng nhiếp tất cả pháp nhiễm ô thành tịnh là phược thứ 9. Tức ở trong tất cả pháp tạp nhiễm thành tịnh, sở hữu tưởng ngã không nhiễm tịnh là phược thứ 10. Tức ở các pháp tạp nhiễm thành tịnh, phát khởi tưởng tướng vô tự tánh là phược thứ 11. Do chư Bồ Tát ở nơi các hành tưởng phược theo sau, chân tránh quan sát cảnh giới sở tri, nên năng nương nơi không khéo tu niệm trụ khiến tâm giải thoát. Vì ở nơi tưởng phược này được giải thoát, nên tất cả tưởng phược đều được giải thoát. Lại nữa, ở trong Đại Thừa, có một loại người ác chấp thủ không nói lời như vậy. Do thế tục nên tất cả đều có, do thắng nghĩa nên tất cả đều không. Nên bảo kia rằng, trưởng lão gì là thế tục, gì là thắng nghĩa? Hỏi rồi, nếu kia đáp rằng, hoặc tất cả pháp đều vô tự tánh, chính là thắng nghĩa, hoặc ở trong các pháp vô tự tánh khả đắc gọi là thế tục. Vì cớ sao? Trong vô sở hữu kiến lập thế tục, vì giả thiết danh lời mà khởi thuyết vậy. Nên bảo kia rằng, ông muốn thế nào danh lời thế tục? Là từ nhân mà có tự tánh khả đắc hay chỉ ở nơi danh lời thế tục mà nói có? Nếu danh lời thế tục từ nhân mà có, thì danh lời thế tục từ nhân mà sanh mà chẳng phải là có, thì không đúng đạo lý. Nếu chỉ ở nơi danh lời thế tục mà nói có, tức danh lời thế tục không sự mà có, thì không đúng đạo lý. Lại nên bảo rằng, trưởng lão, duyên nào các ông cho là đây vô tự tánh khả đắc? Hỏi rồi người kia đáp rằng, vì sự điên đảo. Lại nên bảo rằng, ông muốn thế nào sự điên đảo đây là có hay là không? Nếu nói có, thì thuyết tất cả pháp do thắng nghĩa nên đều vô tự tánh, thì không đúng đạo lý. Nếu nói không, thì do sự điên đảo mà các ông cho là đầy vô tự tánh khả đắc thì không đúng đạo lý.
Lại nữa, nên biết do năm tướng trong kinh Từ Trạch Đại Thừa thuyết về nhân duyên khỏi thuyết, đó là vì sanh cung kính đối với người thuyết khỏi thuyết thứ nhất, vì nhiếp chúng khỏi thuyết thứ hai, vì sanh tôn trọng đối với chánh pháp khỏi thuyết thứ ba, vì tự sự khỏi thuyết thứ tư, vì muốn tuyên thuyết chân thật nghĩa và vì nhiều sở tác khỏi thuyết thứ năm. Lại nữa, vì nương quán tự tướng cộng tướng của 12 xứ có 10 chủng đạo không điền đảo, năng chứng sở hữu pháp vật bất cộng, nên biết trong đây có 6 chủng quán tự tướng, 4 chủng quán cộng tướng. Tức là ở trong 12 xứ như nhãn, giả lập tướng danh lời, năng liễu trì khắp kia chỉ có tướng danh lời. Đây gọi là đạo không điền đảo thứ nhất, năng chứng sở hữu pháp vật bất cộng. Ở nơi 12 xứ, năng rõ biết khắp tướng nhiếp thọ phân biệt hư vọng chủng chủng sanh. Đây gọi là đạo không điên đảo thứ hai, năng chứng sở hữu pháp vật bất cộng. Ở nơi 12 xứ, năng rõ biết khắp tướng nương nhân truyền. Đây gọi là đạo không điên đảo thứ ba, năng chứng sở hữu ở pháp vật bất cộng. Ở nơi 12 xứ, năng rõ biết khắp tướng ngoại lẫn nhau, chuyển lẫn nhau. Đây gọi là đạo không điên đảo thứ tư, năng chứng sở hữu pháp vật bất cộng. Ở nơi 12 xứ, năng rõ biết khắp tướng thành tịnh chuyển. Đây gọi là đạo không điên đảo thứ năm, năng chứng sở hữu pháp vật bất cộng. Trong đây nên biết, nương hai chủ nghiệp có hai thanh tịnh, một sanh khỏi thanh tịnh, hai tịch diệt thanh tịnh. Ở nơi 12 xứ, năng rõ biết khắp tướng sở hữu danh lời được đặt để. Đây gọi là đạo không điên đảo thứ sáu, năng chứng sở hữu pháp vật bất cộng. Như đây gọi là sáu chủng quan sát tự tướng, tức là ở trong 12 xứ như vậy, năng rõ biết khắp tự tánh cộng tướng. Đây gọi là đạo không điên đảo thứ bảy, năng chứng sở hữu pháp vật bất cộng. Tức ở trong 12 xứ như vậy, năng rõ biết khắp tướng cộng tướng sở hành vô phân biệt. Đây gọi là đạo không điên đảo thứ 8, năng chứng sở hữu pháp vật bất cộng. Tức ở trong 12 xứ như vậy, năng rõ biết khắp tướng cộng tướng sở hành pháp xuất thế. Đây gọi là đạo không điên đảo thứ 9, năng chứng sở hữu pháp vật bất cộng. Tức ở trong 12 xứ như vậy, năng rõ biết khắp tướng cộng tướng nhân thành tịnh. Đây gọi là đạo không điên đảo thứ 10, năng chứng sở hữu pháp vật bất cộng. Như đây là bốn chủng quan sát cộng tướng. Lại nữa, nên biết có 8 thủ thắng, mà càng về sau các trụ địa chuyển chuyển càng thủ thắng hơn. 1. Ý lạc thủ thắng. 2. Tâm thanh tịnh thủ thắng. 3. Bì thủ thắng. 4. Ba la mật đà thủ thắng. 5. Thành thục hữu tình thủ thắng. 6. Được gặp chư Phật, đi đến thừa sự cúng dường thủ thắng. 7. Sanh thủ thắng. 8. Thần lực thủ thắng. Lại nữa, thắng nghĩa đế có 5 chủng tướng. 1. Tướng lìa danh lời. 2. Tướng không hai. 3. Tướng vượt quá sở hành tầm tư. 4. Tướng vượt quá các pháp tánh một tánh khác. 5. Tướng ở khắp tất cả một vị. Lại nữa, nay thuyết tướng lìa danh lời và tướng không hai của thắng nghĩa đế, nên biết như trong kinh giải thâm mật, như lý thỉnh vấn Bồ Tát hỏi giải thậm thầm nghĩa mật ý Bồ Tát rằng: tối thắng tử nói tất cả pháp không hai, thì tất cả pháp không hai ấy những gì là tất cả pháp, sao nói là không hai? Giải thậm thầm nghĩa mật ý Bồ Tát bảo như lý thỉnh vấn Bồ Tát rằng: thiện nam tử, tất cả pháp lược có hai chủng, một là hữu vi, hai là vô vi. Trong đây hữu vi phi vô vi, vô vi cũng phi vô vi, phi hữu vi. Tối thắng tử, như sao là hữu vi phi vô vi, vô vi cũng phi vô vi, phi hữu vi? Thiện nam tử, nói hữu vi ấy tức là đức bổn sư giả thì thiết cú. Nếu là đức bổn sư giả thì thiết cú, tức là chỗ tích tập biến kế dụng ngôn từ để nói. Nếu là chỗ tích tập biến kế dụng ngôn từ để nói, tức là chủng chủng chỗ tích tập biến kế dụng ngôn từ để nói rốt ráo chẳng thành thật, nên chẳng phải là hữu vi. Thiện nam tử, nói vô vi ấy cũng là rơi trong ngôn từ. Giả sử để hữu vi mà có chút phần sở thuyết về vô vi, tiếng ấy cũng vậy. Nhưng chẳng phải không sự mà có sở thuyết. Những gì là sự? Đó là các thánh giả dùng thánh trí thánh kiến, vì lìa danh lời mà hiện tránh đẳng giác, được nơi pháp tánh lìa lời như vậy. Vì muốn khiến người hiện đẳng giác nên giả lập danh tưởng đó là hữu vi. Thiện nam tử, nói vô vi ấy cũng là bổn sư giả thì thiết cú. Nếu là bổn sư giả thì thiết cú, tức là chỗ tích tập biến kế dụng ngôn từ để nói. Nếu là chỗ tích tập biến kế dụng ngôn từ để nói, tức là chủng chủng tích tập biến kế dụng ngôn từ để nói rốt ráo chẳng thành thật, nên chẳng phải là vô vi. Thiện nam tử, nói hữu vi ấy cũng rơi trong ngôn từ.
Giả sử liệu vô vi có chút phần sở thuyết về hữu vi tương ấy cũng vậy. Nhưng chẳng phải không sự mà có sở thuyết. Những gì là sự? Đó là các thánh giả dùng thánh trí, thánh kiến, vì lìa danh lời mà hiện tránh đẳng giác, tức nơi pháp tánh lìa lời như vậy, vì mới khiến người hiện đẳng giác nên giả lập danh tưởng vô vi. Tối thắng tử, việc ấy thế nào? Các thánh giả kia dùng thánh trí thánh kiến lìa danh lời mà hiện tránh đẳng giác, tức ở nơi pháp tánh lìa lời như vậy, vì muốn khiến người hiện đẳng giác nên giả lập danh tưởng, hoặc nói là hữu vi, hoặc nói là vô vi ư. Thiện nam tử, như thầy huyễn giỏi hoặc đệ tử của kia, ở ngã tư đường góp nhặt ngói đá vụn cỏ lá cây, hiện làm trùng trùng sự việc huyễn hóa, chỗ gọi hoặc thần ngựa, thần voi, thần xe, thần bộ hoặc mani, chân trâu, lưu ly, loa bối, ngọc bích, san hô, trùng trùng kho tàng tài bảo, hoặc có các chúng sanh chủng loại ngu si ngoạn độn, ác huệ không hiểu biết, ở nơi ngói đá vụn cỏ lá cây, các sự huyễn kể trên thấy rồi nghe rồi ta nghĩ như vậy. Nhiều chỗ đã thấy đầy thật có thân voi, thân ngựa, thân xe, thần bộ thật có ma ni, trần châu, lưu ly, loa bối, ngọc bích, san hô, trùng trùng kho tàng tài bảo. Nhiều chỗ thấy đầy, nhiều chỗ nghe đây chấp chấp kiên cố. Theo đó khởi nói năng chỉ cho đây là chân thật, còn lại đều ngu si hư vọng. Những kẻ kia ở thời sau càng thêm quán sát.